Thầy chào các em học sinh lớp 5 và quý phụ huynh. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề số 2, đề thi học kỳ 1 năm học 2022-2023, môn toán lớp 5. Câu số 1, khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng. Số 97,012 đọc là thì số 97,012 có phần nguyên là 97, phần thập phân là 012. Vậy cách đọc của nó là đọc phần nguyên là 97 phẩy này. 97,012. 97,012. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, 97,012. Vậy câu 1 chọn đáp án C. Câu số 2, viết số thập phân có. Câu A, 6 đơn vị 7 phần 10. Thì chúng ta chú ý với thầy nè. Giả sử thầy có cái số thập phân là A phải B C D. Thì A gọi là phần nguyên. A gọi là phần nguyên nè. A người ta gọi là phần nguyên. Còn B, C, D là phần thập phân. Thì B gọi là phần 10. B gọi là phần 10. B gọi là phần 10 nghe chưa? Còn C gọi là phần trăm. Cái này gọi là phần trăm. D gọi là phần nghìn. Đó, D gọi là phần nghìn. Rồi. Vậy thì viết số thập phân câu A là có 6 đơn vị 7 phần 10. Đó, 6 đơn vị 7 phần 10. Vậy 6 đơn vị 7 phần 10 là số nào? Chính là số số gì đây? 6,7, đúng không? 6 đơn vị nghĩa là số phần nguyên là 6 này. Phần 10 ở đây chính là gì? Chữ B thấy không? Vậy là 6,7. Vậy câu A là điền chỗ này là 6,7. Rồi câu B này, 25 đơn vị 2 phần 10 9%. 25 đơn vị thì nó là 25. Phần nguyên là 25 này. Phần nguyên là 25. Đó thấy chưa? Rồi 2 phần 10 và chữ ấn với chữ B đúng không? Ấn với chữ B. Và 9%, 9% là ấn với chữ C. Vậy là 25,59. Phần 10 là số 5 này, phần trăm là số 9 này. Vậy thì cái này sẽ là 25, cái này là gì vậy? Từ 2 phần 10 năm 2 phần 10 9%. 2 phần 10 9% là số 2 nha. 2 phần 10 thì này số 2 này. 9% là số 9, được chưa? Vậy là 25,29. Câu số 3. Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng. Một con voa nặng 3,5 tấn. Hỏi con voa đó nặng bao nhiêu kg? Thì chỗ này thì chúng ta phải nhớ được giải đổi. Giải đổi cực kỳ quan trọng luôn. Đây. Thì tấn nè, đầu tiên là tấn nè. Tạ. Tiếp theo là tạ. Tiếp theo là yến và kg. Đó. Thì một tấn mà đổi sang kg, chúng ta che cái chữ tấn lại nè. Thấy không? Đếm này, 1, 2, 3. Và từ tấn qua kg thì nó qua 3 đơn vị thôi nha. Vậy thì 1 tấn sẽ bằng là 1.000 kg thêm 3 số 0. 1 tấn bằng 1.000 kg. Vậy thì 3,5 tấn là bao nhiêu kg? Thì 3,5 tấn sẽ bằng là 3,5 đem nhân cho 1.000.
thì bài bằng như đây, thì nó sẽ bằng kết quả là chúng ta thêm mấy số 0 vào, 3 số 0 vào, và giờ một số thập phân đúng không, giờ một số thập phân sang bên từ bên phải sang bên bên trái sẽ là được là 3.500 kg. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Câu số 4. Điền đúng thì ghi chữ D, sai ghi chữ X vào ô trống. Câu A là 89,7 lớn hơn 91,2. Thì các em thấy phần nguyên số 89,7 là 89, phần nguyên của số 91,2 là 91. Vậy thì chúng ta so sánh phần nguyên không là thấy cái chỗ này sai rồi. 89 thì không không thể là lớn hơn 91 được. Và cái này ghi chữ X sai. Câu B là 4,234 nhỏ hơn 3,432. Thì cái này cũng sai bởi vì phần nguyên đây là 4, phần nguyên đây là 3. Thì phần nguyên là này là 4 lớn hơn 3 rồi, do đó cái này cũng sai luôn. Câu C. Câu C là hỗn số 31/7 nhỏ hơn hỗn số 26/7. Thì chúng ta phải nhớ cách đổi hỗn số luôn nè. A B phần C. Phần nguyên là A, mẫu là C, tử đây là B. Thì chúng ta giữ mẫu lại là C này, rồi lấy mẫu nhân với phần nguyên là C nhân cho A và cộng cho tử là B. Rồi, vậy thì hỗn số 31/7 sẽ bằng mẫu đây là 7 này, lấy mẫu nhân cho phần nguyên là 7 nhân 3. 7 nhân 3 cộng cho tử là cộng cho 1. 7 nhân 3 21, 21 cộng 1 bằng 22. Vậy bằng 22/7. Còn 26/7 là hỗn số 26/7 thì mẫu vẫn là 7 nè. Chúng ta lấy mẫu nhân cho phần nguyên là 7 nhân 2 cộng cho tử là cộng cho 6. 7 nhân 2 14, 14 cộng 6 là 20. Vậy là bằng 20/7. Bây giờ chúng ta đi so sánh 22/7 với 20/7. Thì hai phân số này cùng mẫu chưa? Đây. Vì 22 lớn hơn 20. Nên gì đây? Nên 22/7 nó sẽ lớn hơn 20/7. Mà 22/7 thì ứng với 31/7. Do đó 31/7 này sau đây nó sẽ lớn hơn 20/7 thì ứng với hỗn số 26/7 lớn hơn 26/7 đó. Rồi bây giờ thì này đúng hay sai? Cái này cũng sai luôn được chưa? Đó. Do là 31/7 nó phải gì? Nhỏ hơn mới đúng. Rồi câu D. 0,320 và bằng 0,32. Thì số 0 đằng sau nó không có ý nghĩa gì hết. Do đó thì giống như chúng ta có như vậy này. 0,20 với 0,2 là bằng nhau. Số 0 theo đằng sau không có ý nghĩa. Do đó thì cái này là đúng rồi. D đúng. Vậy A, B, C là sai, còn D thì đúng. Câu số 5. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng. Trước đây mua 6 mét vải phải trả 60.000 đồng. Hiện nay giá vải mỗi mét đã tăng lên 2.000 đồng. Họ với 60.000 đồng hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế? Trả lời, có thể mua được. Chúng ta điền số vào đây. Mét vải, có nghĩa điền số máy vào đó thôi. Hiện nay đơn giản chúng ta thấy là trước đây á thì 6 mét vải á là trả 60.000 đồng. Mua 6 mét vải trả 60.000 đồng. Vậy thì tính nè. Trước đây
một mét vải giá bao nhiêu đây? Giá bao nhiêu? Trước đây một mét vải giá bao nhiêu? Bởi vì 6 mét vải là 60.000 đồng thì một mét là bao nhiêu? Thì chúng ta lấy 60.000 đồng nè. 60.000 đồng đem chia cho 6. Vậy thì 6 chia 6 được 1. Và thêm 4 số 0 vào là được 10.000 đồng. Trước đây thì một mét vải là 10.000 đồng. Hiện nay thì giá vải đã tăng lên 2.000 đồng mỗi mét. Do đó thì hiện nay thì một mét là giá bao nhiêu đây? Hiện nay một mét là giá là bao nhiêu? Là 12.000. Bởi vì tan một mét 2.000 sẽ là 12.000. Hiện nay một mét là 12.000 đồng. Chúng ta lấy 10.000 cộng cho 2 là 10.000 cộng 2.000 là 12.000. Đúng chưa? Hiện nay là giá là 12.000 đồng. Vậy đề hỏi là nếu với 60.000 đồng thì mua được bao nhiêu mét vải? Vậy thì 60.000 đồng thì mua được số mét vải là chúng ta lấy 60.000 đồng này đem chia cho mấy đây? Đem chia cho 12.000. Rồi. Cái phần 3 số 0 là giống nhau chúng ta bỏ này, đúng không? 60 chia 12 được 5. Đơn vị là mét, vậy nó bằng 5 mét. Vậy thì có thể mua được 5 mét vải, điền số 5 vào đây. Rồi. Câu số 6. Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 3 mét 7 cm thì bằng bao nhiêu mét? Bây giờ chúng ta phải nhớ được giải đổi cực kỳ quan trọng luôn. Rồi. Đầu tiên là 3 mét 7 cm đổi về mét. Thì chúng ta nhớ cái dãy này là mét nè, decimet, centimet và milimet. Đổi hết về mét thì chúng ta chú ý là một mét thì bằng cái mét này để nguyên đúng không? 3 mét để nguyên này, đổi của centimet thôi. Chúng ta tra cái tay này, một mét thì qua centimet thì có hai đơn vị là decimet centimet này. Vậy thêm 1 cũng không, 2 cũng không. Vậy là 1 mét này. 1 mét là bằng 100 cm. Do đó thì 1 cm thì bao nhiêu? 1 cm đổi ngược lại thì chúng ta lấy 1 chia 100. 1 chia 100 là 0,01 mét. 1 mét bằng 100 cm thì 1 cm sẽ bằng là 0,01 mét. Đúng chưa? Vậy đây mình có là 7 cm thì bằng là 0,01 nhân 7, 0,01 đem nhân cho 7 là bằng 0,07 mét. Vậy thì 3 mét 7 cm thì bằng là 3 mét này 7 cm thì bằng 3 mét cộng cho 7 cm là bằng 0,07 mét. Vậy chúng ta lấy 3 này cộng cho 0,07 thì bằng như đây. Cái này hạ xuống là 7 nè, 0 này đánh dấu phải là 3,07 bằng 3,07 mét. Vậy thì chỗ này điền số là 3,07. Rồi. Tiếp theo là 5 km 75 m bằng bao nhiêu km? Thì km để nguyên, bởi vì đổi về km, còn mét đổi sang km. Đây, km, hectomet, decamet và mét.
Thì đổi từ km sang mét thì chúng ta tra cái tay này, tra chữ km lại này. Thấy ba đơn vị chưa? Từ km sang mét là có ba đơn vị, hectomet, decamet, mét. Vậy thêm ba số 0. 1 km sẽ bằng là 1.000. 1.000 mét. 1 km bằng 1.000 mét. Vấn đề ở đây là chúng ta đổi từ mét sang km. Vậy thì 1 mét đổi ngược lại sang km thì chúng ta lấy 1 chia 1.000. 1 chia 1.000 sẽ là bao nhiêu? 1 chia 1.000 sẽ là 0,001 mét. Đúng chưa? Số 1 ở vị trí ở phần phần nghìn, thấy không? Số 0 là phần 10 này. Số 0 này là phần phần trăm, còn số 1 phần nghìn. 1 chia 1.000 là 0,001. Vậy thì mình có ở đây là 75 mét thì bạn 0,001 nhân 75 bạn như đây bạn nhiêu là bạn, chúng ta ghi 75 đi, 75 rồi đây đánh dấu phải vào này, thấy không, thêm 0 vào đây đánh dấu phải, vậy là 0,075 đơn vị là km. Vậy thì ở đây có 5 km, 75 mét thì bằng 5 km cộng cho 75 mét đổi sang km là 0,075 km. Đúng chưa? Vậy cộng lại nè. 5 cộng cho 0,075 cộng lại thì được là hạ 5 xuống, hạ 7 xuống, hạ 0 xuống, đánh dấu phải này. 5 cộng 0 bằng 5, vậy là 5,075. Chỗ này điền số là 5,075. Rồi. Tiếp theo là 12 tấn 6 kg đổi sang tấn. Thì chúng ta có là tấn này. Tấn tạ yến và cuối cùng là kg. Thì đổi từ tấn, đổi hết về tấn thì 12 tấn này chúng ta không đổi, đổi kg sang tấn thôi. Và chúng ta sẽ xem này, từ tấn mà qua kg là 1 2 3 ba đơn vị chưa? Vậy thêm 3 số 0. Vậy 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Vậy đổi từ kg sang tấn thì chúng ta lấy 1 chia 1.000. Vậy 1 kg sẽ bằng 1 chia 1.000 thì bằng 0,001 đơn vị là tấn. 1 kg là bằng 0,001 tấn. Vậy ở đây là chúng ta có là 6 kg thì bằng gì? 6 nhân cho 0,001 thì bằng là 0,006 tấn. Rồi. Vậy thì 12 tấn nè. 12 tấn 6 kg. 12 tấn 6 kg thì bằng gì? Bằng 12 tấn cộng cho 6 kg là 0,006 tấn. Thì cộng lại ra bao nhiêu đây? 12 cộng 0 là 12 này. Đánh dấu phải, vậy là 0,006 tấn. Vậy 12 tấn 6 kg là bằng 12,006 tấn. Vậy chỗ này chúng ta điền số là 12,006. Rồi. Câu tiếp theo là làm 3 mét vuông 5 đề xứ vuông. Đổi hết về mét vuông. Thì chúng ta nhớ tiếp tục. Cái này là phải nhớ, chứ không nhớ là không đổi được đâu. Đây là 3 mét vuông này. 5 đề xi mét vuông. Thì chúng ta nhớ giải đổi cái thằng này, là mét vuông, đề xi mét vuông, cm mét vuông và mm mét vuông. Đổi về mét vuông và đi đổi về mét vuông nha. Thì đây chúng ta chú ý này. Từ mét vuông mà đổi sang đề mét vuông thì chúng ta chú ý là 1 mét vuông. Tra cái tay đúng không? Là một đơn vị chưa? Vậy đây là bình phương thì chúng ta thêm 2 số 0. 1 mét vuông bằng 100 đề xi mét vuông. Vậy đổi ngược lại nè.
là 1 decimet vuông sẽ bằng 1 chia 100. 1 chia 100 thì bằng 0,01 mét vuông. Vậy ở đây chúng ta có là 3 mét vuông, 5 decimet vuông thì bằng gì đây? 3 mét vuông ghi lại này, cộng cho 5 decimet vuông. Mà 5 decimet vuông là bao nhiêu? Chỗ này là 1 decimet vuông là 0,01 mét vuông. Vậy 5 decimet vuông sẽ bằng là 0,01 nhân 5 là bằng 0,05 mét vuông. Chỗ này cộng cho 0,05 mét vuông nữa. Vậy là phần nguyên cộng lại là 3 cộng 0 là bằng 3 này, đánh dấu phải là 0,5. Và bằng 3,05 mét vuông. Chỗ này điền số 3,05. Rồi. Câu số 7. Câu 7 nè. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 80 mét, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10 mét vuông thu được là 50 kg rau. Họ trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau? Thì bây giờ trước tiên là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi tính chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật. Thì chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài. Chiều dài thì có rồi là 80 mấy, 80 mấy này. Và chúng ta lấy 80 nhân cho 2 chia 3. Rồi đi tính diện tích của mảnh vườn, lấy chiều dài nhân chiều rộng. Và ở đây người ta cho mình á là trung bình là cứ 10 mét vuông thu được là 50 kg rau. Vậy thì 1 mét vuông thu hoạch được là sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 50 chia cho 10 là bằng 5 kg rau. Vậy cả mảnh vườn thu hoạch được sẽ là, chúng ta lấy cái diện tích đó, chúng ta nhân cho 1 mét vuông. Nhân cho 5 á, yeah, nhân cho 5, cụ thể nhân cho 5 là xong. Rồi. Trình bày này. Bởi vì trình bày ý thứ nhất là chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là 4 gì đây? Chiều rộng thì chúng ta lấy 80 nè nhân cho 2 chia cho 5. Vậy thì 80 nhân cho 2 là 160. 160 mà chia cho 5 thì bao nhiêu ta? Đây. 160 nè. Chia cho 5. Thì chúng ta lấy hai chữ số là 16 chia 5 được là 3. 3 5 15. Vậy thì 16 trừ 15, 16 trừ 15 còn 1. 1 chia 5 không được. Hạ 0 xuống là 10, 10 chia 5 được 2. 2 nhân 5 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Vậy thì 160 chia 5 bằng 32. Chỗ này là 32 mét nè. Rồi. Vậy chiều rộng của nó là 32 mét. Có chiều rộng, có chiều dài rồi, tính diện tích. Diện tích mảnh, diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật thì là bao nhiêu đây? Chúng ta lấy 80 này, đem nhân cho 32. Đây. 80 nhân cho 32. Thì chúng ta đặt ngược lại nha, đặt ngược lại là 32 nhân 80 cho nó dễ này. Rồi chúng ta lấy số 0 thêm đây. Chúng ta lấy số 8 thôi. 8 nhân 2 16, viết 6 nha 1. 8 nhân 324 125 là bằng 2560.
bằng 2560 đơn vị là mét vuông này. Diện tích là 2560 mét vuông. Rồi chúng ta lưu ý này, chúng ta có là 10 mét vuông á thì thu hoạch được là bao nhiêu? Là 50 kg rau. Vậy thì 1 mét vuông thu hoạch được bao nhiêu? Chúng ta lấy 1 nhân 50 chia cho 10, nghĩa là lấy 1 này nhân cho 50 này đem chia cho 10, có nghĩa là 50 chia 10 rồi. 1 nhân 50 là 50, vậy 50 chia 10 bằng 5. Thấy không? Vậy 1 mét vuông thu hoạch được là 5 kg. Rồi, trình bày luôn. 1 mét vuông thu hoạch được là gì đây? Chúng ta lấy 50 đem chia cho 10 thì bằng 5 kg. Vậy thì cả mảnh vườn thu hoạch được là cả mảnh vườn thu hoạch được là chúng ta lấy là 5 nhân cho 2600 2560 2560 thì bằng gì đây? Rồi chúng ta lấy 2560 đem nhân cho 5. 5 nhân 6 30, viết 0 nha ba. Xin lỗi, từ từ. Ghi lại nha. 2560 này đem nhân cho 5 này. 5 nhân 0 là bằng 0, 5 nhân 0 bằng 0 này. 5 nhân 6 30, viết 0 nha ba. 5 nhân 5 25 với 3 là 28, viết 8 nha 2. 5 nhân 2 là 10, với nhớ 2 là 12. Vậy bằng 12.800. Bằng 12.800 kg. Vậy cả mảnh vườn thu hoạch được là 12.800 kg. Vậy đáp số. Đáp số là 12.800 kg. Và câu cuối cùng là câu số 8. Câu 8. Từ các chữ số 2, 5, 4, hãy viết các số thập phân có 3 chữ số khác nhau. Phần nguyên có 1 chữ số, rồi xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi bây giờ chúng ta làm hai ý. Ý thứ nhất á, là chúng ta ghi là các số thập phân có 3 chữ số khác nhau, phần nguyên có 1 chữ số là, đúng không? Thì phần nguyên có một chữ số thì có thể là chọn phần nguyên là số 2. Thì chúng ta có là 2,54, 2,45. Và nếu chọn phần nguyên là số 5 thì chúng ta có là 5,24 và 5,42. Nếu chọn phần nguyên là 4 thì chúng ta có là số thập phân là 4,25 và 4,25 và 4,52. Sau đó thì ý thứ hai, chúng ta xếp các cái số này theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở các số thập phân có 3 chữ số, các số thập phân có 3 chữ số khác nhau, phải phần nguyên có 1 chữ số. Phần nguyên có 1 chữ số. Là gì đây? Đầu tiên chọn số 2 là phần nguyên thì chúng ta ghi là 2,54
và 2 phải đổi lại là 2,45, 2,45. Tiếp tục, nếu chọn phần nguyên là số 5 thì chúng ta có là 5,24 hoặc là 5,42. Nếu chọn phần nguyên là số 4 thì chúng ta có là 4,452 và 4,25. Ý thứ hai là chúng ta xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. Theo thứ tự từ bé đến lớn là gì đây? Số nhỏ nhất ở đây chắc chắn sẽ là số 2,45, đúng không? Số 2 nhỏ nhất này, số 2 phần nguyên nhỏ nhất này, thấy không? Vậy là 2,45 nhỏ hơn 2,54. Tiếp theo sẽ là số 2,54. Số tiếp theo là 4,25. 4,25. Số tiếp theo là 4,52. Số tiếp theo sẽ là 5,24. Cuối cùng là số 5,42. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video lần sau. Chào tạm biệt các em.